ra như vậy rồi mình có định hình được cái eo không bác? Có chứ. Nghĩa là định hình cái eo ở những thẩm mỹ khác, có thể là người ta giỏi thì người ta sẽ làm eo con kiến hay là hồ cát hay là siết eo, siết cơ hay là uốn cơ gì đó. Riêng bác là bác sĩ, bác phải giải thích cho nó kỹ. Bây giờ hút mỡ thì bác cũng hút cái lượng mỡ của mình thôi. Ví dụ bên trong của mình là ruột, là tới cơ, là tới lớp mỡ thì bác chỉ hút mỡ thôi. Hút phần nửa đó, gán gán hơn tí. Thì khi nào mình sờ vô mình đụng thấy nó cứng cứng là tới cái cơ thành bụng của mình rồi. Còn khi hút mỡ là bác chỉ đặt cái ống nhỏ như cọng đũa vô hút thôi. Thì không có một cái máy nào mà gọi là nó uốn cơ hay là nó siết cơ được hết. Chỉ hút mỡ thôi. Cái lượng mỡ nó, ví dụ cái eo này nó dày quá bác hút đi thì nó sẽ thành cái eo lại. Còn cái cơ của mình không có cái, tới bây giờ là bác chưa có học tới là cái vụ mà chỉ hút mỡ thôi mà nó phải uốn cơ hay là siết cơ, bác chưa có học tới, chưa dạy nha. Là có thể người ta học nước ngoài rồi về nó làm nha. Có nghĩa là bây giờ mình hút xong rồi mình phải treo cái đai. Treo cái đai mục đích là giai đoạn đầu đã nên đừng cho nó tụ dịch thôi. Còn cái cơ thành bụng mình, khi mình nằm nghỉ dưỡng 10 bữa nửa tháng gì đó, cái cơ đó có thể nó sẽ giãn ra, nó bự. Sau đó mình ổn định rồi, mình đi đứng đồ, có thể dục rồi thì cái cơ nó sẽ săn lại nha. Chứ còn kỹ thuật uốn cơ, siết cơ mà trong cái hút mở bụng thì bác chưa có học. Trừ khi nào cắt căng da dời rốn thì lúc đó bác lột cái miếng mở ra, thì lúc đó bộc lộ cái cơ ra thì lấy phòng chỉ khâu lại, mà chỉ khâu lại một phần nào thôi chứ không phải là mình muốn siết bao nhiêu là siết. Tại vì cái trong cơ thể mình đây nè, ngay chân của xương sườn này nó có một cái cơ nó thắt ngang người mình nè. Nếu mình ở dưới đây là ruột, ở trên đây là phổi, nếu ở đây mình siết vô quá thì nó tăng cái áp lực, nó sẽ đẩy lên trên thì nó sẽ khó thở, nó ép phổi. Cho nên khi siết đó là bác phải coi trên cái máy gây mê rồi áp lực thở như thế nào, siết tới đó thôi ngừng, chứ không phải muốn siết bao nhiêu mà siết. Vậy là khi đó là bây giờ là em chỉ có những da thừa chỗ đó thôi để giải quyết dưới rốn, còn tất cả những gì trên rốn là có cái rốn nó chặn lại rồi nha. Bác giải thích rất rõ. Còn bi ai là nó dùng từ nhiều quá, biết làm cho người đi làm thẩm mỹ người ta rối loạn lên trơn lên. Bác chỉ nói thiệt như mũi nào là mũi 3D, 4D, mũi tầm lâm, mũi cấu trúc, mũi siêu cấu trúc, mũi bán cấu trúc thì tầm lâm hết. Về mặt lý thuyết chỉ có mũi đặt sống cùng lắm thêm cái sụn bên tai để bọc đầu mũi cho cái đừng bị bóng đỏ, đó là mũi thường. Còn thứ hai là mũi cấu trúc, thì mũi cấu trúc là sẽ sắp xếp lại các thành phần cấu trúc ở đây. Thì cấu trúc những cái ngực nào, ô kinh những cái mũi nào mà nó bị làm tới làm luôn nhiều lần, bị sẹo quá, nó co rút gì đó, nó mắc mô nhiều quá thì mới can thiệp cho tới sụn sườn. Là chỉ cái mũi đặt sống, mũi bọc sụn, mũi cấu trúc và mũi sụn sườn. Chưa lý thuyết ở Việt Nam chưa có dạy là mũi bán cấu trúc hay là mũi siêu cấu trúc gì đó chưa. Nhưng mà mình làm bụng với làm ngực phải rời ra chứ không làm chung một lúc được. Những trường hợp bụng căng da dời rốn hay là ngực mà ngực treo bỏ neo thì nó kéo dài thời gian quá, bác sẽ không làm, bác sẽ chia đôi cho anh. Còn của mình thì chỉ cắt mini đơn giản thôi. Ở cái ngực của mình thì cũng treo cũng vẫn nhẹ thôi thì có thể làm chung, nghĩa là cái thời gian nó không kéo dài quá. Những trường hợp nào mà kéo dài quá 4-5 tiếng là bác không nhận. Còn ví dụ làm bụng không thì phạm hết phạm bao lâu hả? Làm bụng của mình chắc mình đi khoảng tiếng mấy xong à. Còn cái gật của mình treo thì cũng phải tiếng mấy, gần 2 tiếng. Mình làm bụng xong mình thì nghỉ bao lâu? Nghỉ bao lâu là sao? Ví dụ như là nghỉ ngơi bao lâu nằm yên. Ôi, thì mình đi tới đi luôn, ngày trước ngày sau mình đi tới đi luôn nhẹ nhàng thôi, chứ mình đừng có đi mạnh thôi là được nha. Tại vì cái bụng mà đi mạnh quá nó sẽ bị tụ dịch. Vậy là bụng 45.